sử. Trong đó có hình ảnh của một người gọi là giáo sư Phan Huy Lê. Đây, Phan Huy Lê cho rằng nhân vật lịch sử Lê Văn Tám hoàn toàn không có thật, nhằm mục đích gì? Đây là một bài đăng rất hay và có 42 lượt chia sẻ, các bạn xem. Có 42 lượt chia sẻ. Đó, và bây giờ chúng ta có thể thấy được là 42 lượt chia sẻ. Đây là bài viết của bạn Hòa của Facebook Hoàng Trọng Đức, các bạn xem. Đây, tôi đọc cho các bạn nghe nha. Bài viết của Hoàng Trọng Đức chất vấn Phó giáo sư, tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Phan Huy Lê. Thưa ông Phan Huy Lê, sự kiện Bộ sử Việt Nam đồ sộ 15 tập được xem là rất hoành tráng do Hội đồng biên soạn lịch sử Việt Nam gồm nhiều phó giáo sư, tiến sĩ, sử gia đầu ngành thực hiện rất công phu trong suốt 9 năm trường đã khiến cư dân Facebook nổi sấm sét phẫn nộ trong suốt gần 4 tháng qua mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Thưa ông, qua sự kiện này, bỗng nhiên tôi và rất nhiều người trong xã hội mới biết đến tên tuổi của ông. Hóa ra ông là giáo sư, tiến sĩ. Đặc biệt, ông còn là nghệ sĩ nhân dân, nhà giáo nhân dân, danh hiệu danh giá nhất của nghề cao quý nhất, nghề chồng người, ngưỡng mộ lắm thay. Tôi còn rất tự hào, ngưỡng mộ về dòng họ Phan Huy, một chi họ Phan ở Việt Nam giàu truyền thống văn chương, khoa bảng từ thế kỷ 18. Có rất nhiều vị tiến sĩ, danh nhân nổi tiếng như là Phan Huy Cẩm, Phan Huy Ôn, Phan Huy Cẩn, Phan Huy Ích, Phan Huy Chú. Thưa ông, về bộ sử đã có quá nhiều bài viết phản biện, riêng tôi cũng đã viết 5 bài. Theo tôi, chống chày sắp tới thì Trung ương sẽ vào cuộc để xử lý. Trong bài viết này, tôi muốn nhắc lại một câu chuyện cũ về ông, vì tôi cho rằng nó còn mang tính thời sự nóng bỏng, cần được trao đổi nhằm làm sáng tỏ. Đó là việc vào năm 2005, tại cuộc họp của hãng truyền hình Việt Nam ở Hà Nội, ông nói rằng nhân vật lịch sử Lê Văn Tám hoàn toàn không có thật. Nhiều tờ báo và nhiều người thuộc phe đối lập với Đảng Cộng sản y xèo đăng đàn ngưỡng mộ ông. Điều này vô cùng nguy hiểm, ảnh hưởng xấu đến đất nước. Ông nói rằng ông làm theo giáo sư Trần Huy Liệu. Lý do ông đưa ra không có tính thuyết phục. Hầu hết các nhà sử học đều cho rằng ông đã nhét chữ vào miệng giáo sư Trần Huy Liệu. Thiết nghĩ ông cần làm sáng tỏ việc này, nếu không ông sẽ mang tội bất chung với thầy của mình. Một câu hỏi được đặt ra tiếp theo đó là tại sao sự kiện đuốc sống Lê Văn Tám đã được nhiều người chứng minh là có thật, diễn ra hơn nửa thế kỷ, bây giờ ông đem ra phủ nhận, mục đích của ông là gì? Một điều mà có lẽ người Việt Nam ai cũng biết, các thế lực thù địch và bọn phản động và ở trong và ngoài nước đang ráo riết hoạt động mưu toan thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình nhằm mục đích lật đổ chế độ Việt Nam hiện thời bằng nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi, thâm độc như là hạ bệ thần tượng, bôi nhọ lãnh tụ, xuyên tạc và hạ thấp vai trò uy tín của Đảng, viết lại lịch sử. Do vậy, việc ông cho rằng nhân vật lịch sử Lê Văn Tám hoàn toàn không có thật, cộng với việc ông có người thân là Phan Huy Quát, từng là thủ tướng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, được xem là rất nhạy cảm, khiến dư luận nghi ngờ ông có tư tưởng không tốt về bộ sử là hoàn toàn có lý. Vậy ông phải làm sáng tỏ việc này. Câu hỏi cuối cùng mà tôi yêu cầu ông cần phải trả lời thẳng thắn là ông khẳng định nhân vật lịch sử Lê Văn Tám hoàn toàn không có thật. Phải chăng ông muốn định hướng cho dư luận hiểu rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã lừa dối nhân dân, còn nhân dân mù quáng nghe theo? Theo Nếu mà ông cho rằng mình bị nghi ngờ quan thì ông phải trả lời cho công luận. Trước hết, phải đăng đàn xin lỗi công chúng về việc ông xuyên tạc anh hùng đuốc sống Lê Văn Tám. Nếu đặt vào cương vị của ông, tôi không bao giờ vì bất cứ lý do nào làm hoen ố thanh danh chi họ Phan Huy của họ Phan ở Việt Nam, làm phương hại đến tổ quốc của mình. Đó là toàn bài chất vấn Phó giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê của Facebook Hoàng Trọng Đức được đăng ở trên rằng không phải cái gì chúng ta xem trên mạng nó cũng chính xác và không có sự khi không có sự phản biện. Và trước hết chúng ta thấy rằng là tất cả những gì mà một vị giáo sư nhà giáo nhân dân đăng lên đã có sự phản biện cụ thể và sự phản biện này rất hợp lý, hợp tình và nó rất logic. Do vậy cho nên nếu như có thể thì chúng ta cố gắng tìm hiểu nhiều thông tin trước khi chúng ta tin quá vội vào những cái lời phát biểu phát ngôn của nhiều người ở trên Facebook.